Lộc Vương ơi là Lộc Vương. Lộc Vương một thân. Dạ. Dạ, nó cây nó côn này, cây Lộc Vương một thân đẹp quá nhỉ. Thì cái cảnh chào ở nhà nhá. Đang ở Hà Tĩnh nhưng mà nhìn những cái lộc vương đẹp như này mình phải chia sẻ. Đáng sưu tầm quá. Cái này vanh khoảng 80 thôi, 70 thôi. Cái này vanh cách mét 70. Này. Ở đây trinh là vườn đẹp nha. Cái hoa này. Đẹp quá. Trung tâm sự kiện đến độc lộc vườn nha. Đấy, nhưng mà đây cây này các bạn này, đây, đẹp chưa? Cái này vanh khoảng 90 này. Này sát 3 mét. Chung là dòng là vườn. Đẹp quá. Kê tục. Đây các bạn. Cái này vành trên trăm. Cái thoát là 2 mét, hơn 2 mét rồi. Đây, tinh lộc vườn một thân các bạn nhé. Này. Trong này người ta rất chuộng sửa tinh lộc vườn một thân nhé. Đây được chọn. Quá đẹp luôn. Cái lộc vườn này phát tầm 3 mét, hơn 3 mét. Đẹp quá, lộc vườn một thân. Tân là vườn một thân. Mình kiếm được chục cây như thế này khó khăn lắm. Bạn tại sao người ta thích lộc vườn một thân như thế này, trông nó thoáng đẹp ấy. Bạn nhìn thấy cái cổng, đây, cây như thế này. Thích lộc vườn một thân, đẹp. Vành 80. Được đấy đấy bạn ơi. Độc một thân nhỉ? Sao lại xì? Tinh là vườn đẹp quá nhỉ? Phải chọn. Vườn là tinh. Một thân mỹ duyên như thế không? Hắn nói mỹ đến tuổi đáo nguyệt. Vườn đẹp chưa các bạn? Thật tình rất tình cảm. Kiếm đấy. Đấy. Chia sẻ các bạn cái vườn lộc vườn đấy là đúng là sưu tầm được khoảng chục cây như thế này quý lắm. Đó là cái mốt bây giờ mốt một cây. Chục cây lộc vườn đấy đẹp quá. Đây lộc vườn một thân này. Nào chào chị, chào các cháu nhá. Đấy, kênh của Tiểu Cái Cảnh đấy, đây cháu dâu nhá. Cái lộc vườn đẹp quá chưa? Đấy, đây các cháu dâu nhá. Con gái Lạng Sơn đây nhá, dâu Hà Tĩnh đây. Đấy. Đấy. Không quay kênh này chứ không live stream. Kênh YouTube. Cây đẹp quá. Đấy, các bạn nhá. Để biết là một cây rất lựa chọn nhé, tinh lộc vườn một thân nhé. Trong người ta rất chuộng cây lộc vườn.
Quê hương Hà Tĩnh mình rất là chuộng cái lộc vừng nhỉ. Đấy, chào em nhé. Dạ. Em nói cái gì quê hương Hà Tĩnh mình nhỉ? Anh thấy vào đây mến khách quá, chẳng muốn về đâu. À, trời, đông mong các bạn về đấy thì còn lần sau nữa chứ. Có rồi, đúng này. Rồi. Đã muốn Hà Tĩnh thì chỉ muốn ở đây luôn đấy, không muốn về nữa. Chị ơi, anh chị về em ở lại nhé, em không muốn về đâu. Đấy, đây, này mời của em gái đã đến đây không muốn về, cháu trai đấy, đấy đến quê hương Hà Tĩnh chẳng muốn về thế nào cả. Đẹp quá. Đây mà hàng Lộc Bình rất là VIP các bạn nhé. Cây lộc vừng vĩ siêu tầm được hàng trong cái khoảng không gian này nó khoảng 50 cây các bạn nhé, đằng trước đằng sau 50 cây lộc vừng như này cũng là đi siêu tầm đấy, ok nhá.